Món bánh sinh ra từ hạt gạo Tiên Yên có dáng hình như thế nào nhỉ? Chính là tôi đây. Tôi lưu giữ nguyên bản hương thơm của gạo. Tôi mềm dẻo, trắng ngần. Tôi là chiếc bánh dân gian mà ăn rồi ai cũng phải gật đầu khen ngon. Thức bánh dân dã làm vạn người mê, được yêu mến gọi là đặc sản của đặc sản. Có một cái tên hết sức ngộ nghĩnh, đó chính là bánh gật gù. Có một món bánh mang cái tên thú vị nổi tiếng ở vùng đất Tiên Yên, Quảng Ninh, đó là bánh gật gù. Bởi khi bạn cầm trên tay, bánh sẽ lắc lư và gật lên gật xuống. Và bởi vì người thưởng thức cũng dành tặng món bánh này một cảm nhận hết sức hài lòng. Nguyên liệu này nó lấy từ gạo mà từ trên làng, trên bản, mà nó có đặc chủng là gạo bao thai, tức là gạo mùa của địa phương. Khi người ta làm được lên thành phẩm ra cái bánh này đấy, thì gạo nó phải được là từng cái hạt sát ra, nó phải được vàng óng, nó phải được trắng, nó lõn, xong người ta ngâm qua thay 3-4 lần nước, xong rồi đổ nước làm sao cho nó trong, thật trong, người ta vào cho vào xay. Khi xay xong bắt đầu mới cho vào là bánh gật gù, người ta phải là tráng bằng tay thì cái bánh luôn luôn nó dẻo mịn. Khởi nguồn từ hạt gạo một nắng hai sương trên mảnh đất thôn quê, bàn tay người nông dân sáng tạo ra món ăn giàu hương vị, tiếng thơm lan xa, lưu truyền mãi trong dân gian. Nơi vùng cao Tiên Yên, nhiều đời nay người dân cất giữ công thức quý, làm ra bánh tráng gật gù vui mắt, lạ miệng, đốn tim bao người. Cách làm thì nó pha theo cái tỷ lệ nhất định, cái bột phải đặc, phải nhuyễn thì nó mới làm được, nếu bột thô quá thì nó hay bị nổ. Cái bánh tráng thì chỉ công thức phải đủ chín, đủ sôi của nó thì mới mở vung mới lấy ra được, mà không đảm bảo chín mà lấy ấy ra thì nó lại dính vào vung nồi. Nhưng mà để chín quá thì nó dính vào khuôn thì không được. Cho nên phải tính toán từng giờ một, nhiệt độ điện phải cụ thể. Quá trình ngâm gạo, xay nhuyễn gạo, nghiền bột mịn cũng lắm công phu, cũng cần có những bí quyết riêng để mọi thứ đều vừa đủ. Người tráng bánh giỏi là người sở hữu cảm nhận tinh tế, pha bột vừa đủ, không bị đặc quánh hay quá loãng. Đổ bột tráng bánh lên khuôn, không mỏng quá như bánh cuốn và cũng không quá dày như bánh đa. Cũng rất vinh dự là ở cái quê hương của huyện Tiên Yên của tỉnh Quảng Ninh này, nó có cái bánh mà mọi người ở khắp nơi người ta đã biết đến. Kể cả trong Nam, ngoài Bắc ra đây cứ nghe cái tiếng gật gù người ta đến đây ta mua. Lúc là bột trắng mịn, khi được vẽ thành hình tròn đều đặn rồi cuộn tròn thành chiếc bánh, ai cũng ưng ý. Bánh gật gù nguyên vị, đậm đà, dẻo dai, xôm xốp, thanh mát hai hoa với nước chấm, càng thêm tỏa sáng. Thức quả dân gian mà ai cũng phải lòng khi đến Tiên Yên. Dù thời gian trôi qua, cách thưởng thức có nhiều thay đổi, nhưng thức bánh gật gù vẫn mãi khiến người ta yêu thích, gật đầu khen ngon.